Ngày hôm nay trong một bài viết trên báo điện tử VTC News, thì tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội bày tỏ đáng tiếc cho ông Nguyễn Xuân Anh, vị bí thư tỉnh ủy trẻ nhất nước. Với sức trẻ và giao uy, đáng lẽ ra thì ông phải vươn lên đến tụt đỉnh của chức tước và quyền lực. Thế nhưng chỉ sau hơn 2 năm cầm quyền ở thành phố quê hương, nhiều lỗi ông phạm phải hết sức ấu trĩ về mặt chính trị. Trước hết, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Xuân Anh đã sử dụng ô tô và hai ngôi nhà do doanh nghiệp biếu Nhận quà của doanh nghiệp thì làm sao có thể đối xử công tâm với các doanh nghiệp khác và với người dân? Làm sao gìn giữ được hình ảnh của một quan chức chính trị liêm khiết trong sạch? Thứ hai, có được quyền lực quá sớm và dễ dàng, ông Xuân Anh không tìm cách chứng minh cho mọi người thấy rằng ông xứng đáng với chức tước được trao mà lại tìm cách ra oai. Thứ ba, là bắt chước người tiền nhiệm nhưng lại không có phẩm chất và yếu tố của người tiền nhiệm. Ông Xuân Anh chưa làm được gì cho thành phố và chưa thu phục được nhân tâm thì không thể mạnh mồm theo phong cách của ông Nguyễn Bá Thanh một vài phân tích tóm tắt nói trên của tiến sĩ nguyễn sĩ dũng cho thấy ông nguyễn xuân anh chưa đủ độ chín về mặt chính trị đưa ông lên làm bí thư một trong những thành phố năng động nhất của đất nước là rất chín non vấn đề là tại sao một người chưa đủ độ chín như vậy lại được đưa lên giữ một trong những chức tước quan trọng nhất của hệ thống rõ ràng quy trình nhân sự của chúng ta rất có vấn đề việc bỏ qua quá nhiều tiêu chuẩn có thể là vấn đề lớn nhất ở đây